Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng, từ khi lên làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiệm kỳ thứ hai đã chen vào ngồi chỉ đạo cả trong Đảng bộ, Công an dân và ngồi họp chỉ đạo phiên họp của Chính phủ. Ông Trọng vốn là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, tức là người trên cùng của hệ thống chỉ huy quân đội coi như là gom hết mọi quyền hành vào một ngày. Tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Ban Tổ chức Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo cáo tham mưu tổng kết công tác xây dựng nhiệm kỳ Đại hội 12, sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự và tiểu ban điều lệ Đảng, trong đó tập định và trình phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2 2021-2026, tham mưu xây dựng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Cứ 5 năm một lần, Đảng Cộng sản Việt Nam lại sát bài làm lại những kẻ có nhiều quyền hành và ảnh hưởng tổ kết với nhau một cuộc đấu đá tuy sâu bất màn, sách nhưng lại chính là những kẻ trong cuộc lại tìm cách thông tin theo kiểu là ném đá xấu tay để hạ vệ về địch. Như vậy thì thiên hạ mới được cọc các là tài liệu và Lâm Thâm cùng biết sự của chế độ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh và một loạt những nhân vật xung quanh họ đang lanh nhanh lên nhờ các trang mạng là cho biết rằng nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất rối ren và người cầm đầu là nhà cầm quyền Nguyễn Phú Trọng đang muốn hốt gia tộc của Nguyễn Tấn Dũng, có thể đang nghĩ đến việc tháo chạy khỏi hệ thống này nhưng làm sao mà vẫn giữ được mạng sống và tài sản. Tin có vẻ như là thất thiệt, tuy nhiên tin tiết lộ từ một cuộc họp của Tổng cục An ninh phía Nam cho biết Hà Nội đang rảo riết chuẩn bị xem lại quyền lực từ cha con của bà Dũng và Bộ Chính trị thì chưa năm sẽ bay về các vấn đề quốc nội và quốc ngoại. Về tài sản của bà Dũng ngày càng lớn và quyền lực nắm trọt một nhà độc tài đang làm cho nhiều phe cánh trong Bộ Chính trị hiện tiếp là quốc gia lại đặc biệt là cảnh đang lợi dụng sự hậu thuẫn từ Trung Cộng. Việc đem được con trai út tên Nguyễn Minh Chiết về Việt Nam là cán bộ đoàn. Theo nhiều người nói là một cán bộ chính trị, Cộng sản Việt Nam muốn buộc Dũng phải đem con trai của mình về như là một con tim giòn lỏng, tránh việc dùng đơn tài sản qua anh thông qua là đứa con này. Một tin tức khác từ một nhân vật thân cận của gia đình Nguyễn Tấn Dũng kể lại trong một cuộc họp mặt gia đình kín đáo. Hai đứa con của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thành Nghị và Nguyễn Thành Phượng đã nhắc Dũng truyền tính đến là một nước cờ, nếu không sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm về nội bộ thù ghét và chuẩn bị nhiều kế hoạch triệt hạ Phượng. Phượng là đứa con gái Dũng cương của Dũng, là một người được Dũng tin tưởng nhất, cũng có ý trách móc rằng là Dũng đừng có tham gia tình quyền và bờ bớt để tiến triển tháo chạy. Vì khi Dũng đang tại chức thì có vẻ như là an toàn, nhưng khi hết thì rất nguy hiểm. Dũng đang mất lòng Hà Nội rất nhiều về can thiệp và miếng bánh đã được phân chia do áp lực báo chí và dân chúng phơi vụ tiền lại Hải Phòng. Dũng đành phải ra lệnh điều tra và xử phạt các quan chức địa phương, một điều tối kỵ cho Dũng vì đây là lãnh đạo mà ông thuộc vụ kiểm soát của đương sự cá làm này, đã phá luật trên ngầm của hệ thống lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Tấn Dũng lên như diều gặp gió sau Đại hội Đảng khóa 10 ngày 27 tháng 6 năm 2006. Nguyễn Tấn Dũng được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 6 năm 2006, Dũng đã được cử làm Phó Thủ tướng, từ giữ các chức vụ liên quan đến kinh doanh và tài chính như là Chủ tịch Hội đồng Tài chính Tiền tệ Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới doanh nghiệp nhà nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La, nhà máy lọc dầu Dung Quốc Công khí, Điện Đàm Cà Mau, dự án liên hợp hóa dầu Nghị Sơn từ năm 1998 đến năm 1999. Dũng là được giao nhiệm vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bí thư Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước. Do đó, Dũng đã làm quen với các ngân hàng và các công ty quốc doanh cũng như là các má lớn làm ăn. Nguyễn Tấn Dũng đã lợi dụng vị thế và cơ hội có trong tay để mua chuộc các đảng viên cao cấp và hình thành một nhóm quyền lợi lớn trong Đảng. Nguyễn Tấn Dũng đương tái đắc cử Thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 25 tháng 7 năm 2011. Đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 năm 2011 đến năm 2015 có 175 ghế ủy viên Trung ương Đảng chính thức bị phê Dũng đã chiếm đến là 70%, còn 30% thuộc về các phe khác, người Dũng làm mưa làm gió. Nguyễn Tấn Dũng tung hoành ngang dọc trong thời gian cầm quyền. Nguyễn Tấn Dũng thực hiện kế hoạch thâu tóm tất cả các công ty quốc doanh thu về làm một mối và đặt dưới quyền kiểm soát của Thủ tướng
để dễ long hoành và tham nhũng trong chế độ cộng sản. Lộc hoành và tham nhũng ở chỗ nào cũng có và lúc nào cũng có, nhưng sự tham nhũng và đồng hành của Nguyễn Tấn Dũng đã đi đến mức nghiêm trọng. Vấn đề này đã được các cơ quan truyền thông biết quá nhiều. Chúng tôi chỉ ghi lại là những nét vụ chính án điển hình nhất là vụ Vinasin đã hình thành công ty mẹ và tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam với 24 công ty con do công ty liên kết và 10 liên doanh, những thất bại thê thảm vì quản lý kém và lấy quyền lợi cá nhân và phe nhóm làm mục tiêu chính. Vụ án này là một trong các vụ án kinh tế lớn nhất từ trước cho tới nay tại Việt Nam, liên quan tới số tiền thất thoát hơn 4 tỷ USD. Có 9 bị cáo đã bị đưa ra xét xử với tội danh là quý, làm trái với các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng trong sự phiên sự vào ngày 27 tháng 3 năm 2014 tại Hải Phòng. Trong bức thư đề ngày 17 tháng 4 năm 2011, ông Nguyễn Thúy Lự, bị danh Hồng Hàng, nguyên chính trị viên Trung đoàn Tây Bắc, đã tố cáo công khai tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng đang nắm giữ kinh tài cả nước với điều kiện 20 doanh nghiệp quốc doanh quan trọng cốt lõi như tập đoàn Điện lực Việt Nam, tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tập đoàn Công nghiệp Than Công nợ của quốc gia mà tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng đã gây ra là trả đến đời sau của chúng ta. Cũng chưa chắc hết là chuyện, và con cái của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thành Phượng năm 2008 đã lấy Việt kiều Harry Nguyễn, con của Nguyễn Bằng, là một viên chức của Việt Nam Cộng Hòa về Việt Nam làm ăn với tư cách là tổng giám đốc ID Vendor Tour Việt Nam, cũng được coi như là một kiểu cách làm ăn của Dũng. Còn đảng viên Phan Văn Trung tố cáo Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng giàu nhất châu Á, có lẽ là kiến nghị của ông Trịnh Văn Lâu, tự cận từng giữ chức bí thư tỉnh ủy Tây Ninh và Vĩnh Long, ủy viên Trung ương Đảng, hai khóa liên tiếp có đầy đủ chi tiết nhất. Mới đây, ông Trịnh Xuân Thanh, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần xe lắp dầu khí hiện là đang tại đảo, đã cho bột biến trên Facebook một thư tố cáo với cán bộ bàn giao gồm là công an, hải quan dầu khí đang ăn trộm dầu ở các mỏ dầu ngoài khơi Vũng Tàu và bán cho nước ngoài. Ví dụ xuất bán 100.000 tấn dầu và tàu mua chỉ trả 70.000 tấn thông qua ngân hàng có hóa đơn, còn 30.000 tấn dầu thì họ chỉ trả bằng tiền mặt ngay trên tàu với giá chỉ bằng 50% giá thị trường, và khoản tiền này không được đưa vào sổ sách như là tố cáo nói rõ. Từ ngày Nguyễn Tấn Dũng đã làm thủ tướng và Đề La Thăng làm chủ tịch tập đoàn dầu khí thì khách hàng mua dầu khoảng là 70% là Trung Quốc. Chỉ tính trong năm là Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, trong 10 năm Việt Nam xuất bán 20 triệu tấn dầu thô với lượng dầu thô ăn cắp khoảng 30%, tức là khoảng 6 triệu tấn một năm, mỗi tấn tỷ lệ là 600 đô. Như vậy là ban đảng của Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng đã ăn cơm là 10 x 6 x 600 bằng 36 tỷ đô. Đó là chưa kể đến là hàng trăm khoản tham nhũng đã từng ngành dầu khí như là mua sắm thiết bị, vật tư, chi phí khai thác, mua sắm tàu bạc chiến thuật của Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng không có phe cánh và quyền lực mạnh như Tập Cận Bình nên là không thể thanh toán. Nhóm Nguyễn Tấn Dũng mạnh tay như là Tập Cận Bình thanh toán nhóm Đành Trạch dừng, do đó thì nhóm Nguyễn Phú Trọng phải tìm cách là chiêu khác một ngăn cản, dụ ra là tranh chức cổng bí thư với khoảng làm 70% ủy viên Trung ương Đảng đứng về phe của Dũng vì những quyền lợi được chia chát với nhau để cho Dũng tranh ra là cử tổng bí thư trong đại hội 12. Chắc chắn Dũng sẽ thắng nên là nhóm của Nguyễn Phú Trọng phải hạ độc chiêu là ngày 3 tháng 10 năm 2015. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã gửi đến các ủy viên Trung ương một báo cáo mang số 9987. Trong đó có thư phản ánh là kiến nghị về đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Đó là một thông điệp gửi cho Nguyễn Tấn Dũng phải liều hồn mà đi, là bị trúng huyệt vào ngày 10 tháng 12 năm 2015. Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra một bản giải trình về cam kết là tôi xin không tái cử hai bẻ đùa tần chiếc, mặc dù đã hạ được Nguyễn Tấn Dũng. Rồi còn rất nhiều đảng viên trong ban chấp hành Trung ương Đảng đang di liếu với quyền lợi do Dũng bàn ra nên là không thể thanh toán hết một lúc. Được nhóm của Nguyễn Phú Trọng đã thuyết phục một số đảng viên liên hệ cách dẫn ra một số còn lại và đã thể thanh toán. Trịnh Xuân Thanh, phó bí thư tỉnh ủy, kiêm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, được coi là nhân vật hy sinh đầu tiên. Thân là tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng lắp đặt dầu khí bị tố cáo làm ăn thua lỗ, làm thất thoát hơn 3.300 đồng thanh niên. Hiện thì đang trốn tại ngoại. Với các là tiếp đến là ngày hôm ngày 23 tháng 1 năm 2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghị định là giải quyết về việc xử lý kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11,
đại biểu Quốc hội khóa 13, Bộ trưởng Bộ Công Thương năm 2007-2016. Ông Hoàng bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng và Ban Bí thư kiêm nhiệm kỳ năm 2011-2016. Nay đến lượt Định La Thăng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, hôm 7 tháng 5 năm 2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định thi hành kỷ luật Định La Thăng bằng hình thức là cảnh cáo và cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Ủy ban kiểm tra khẳng định Định La Thăng đã có những sai phạm, gồm ký một quyết định của Đảng ủy Tập đoàn hồi năm 2009 cho phù hợp với quy định pháp luật để tập đoàn với các đơn vị thành viên chỉ định thực hiện nhiều quả thầu trái pháp luật, hành động quá quyền hạn và ký thỏa thuận góp vốn với ông Shin Ba-beng vào năm 2008. Báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn lời ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nói về vụ Định La Thăng như sau. Suy cho cùng, đó là vấn đề đạo đức, lối sống người đảng viên đã không giữ được là biết sai, mà không lên tiếng là né tránh nể nang, sợ đục chạm, sợ mất lòng nhau, tệ hơn là bỏ qua để nâng nhau lên. Đây là những tội hình sự bị truy tố theo khung hình luật, không thể nói lan man như thế này. Được theo ra là những thành phần, tội phạm như là Định La Thăng, hiện đang tràn ngập trong đảng tự, Bộ Chính trị, xuống đến các cấp xã ấp. Nhưng Định La Thăng là cánh tay mặn của Nguyễn Tấn Dũng, nên là Nguyễn Phú Trọng dùng là Định La Thăng để mở đường hạ Nguyễn Tấn Dũng. Kính thưa quý vị, có lẽ trong các đời Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng là người vừa may và người xui nhiều nhất. May là vì vào thời buổi nhân tài như là mùa thu trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đã ngoạn mục vượt qua mọi đối thủ bằng khả năng lý luận của người miền Bắc để nắm giữ vững vàng vị trí quyền lực cao nhất của đảng sự ra là chính thức. Ông biết vào tháng 4 năm 2016, nhiều người cũng đã nhận ra là ông Trọng không hề đuối như là thiên hạ vẫn hiệu thế. Nhưng ông lại là người suy xẻo nhất vì phải lãnh đủ hậu quả do sự sụp đổ uy tín nghiêm trọng chưa từng thấy trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây. Trong thế kỷ chiến tranh, lại giúp khẩu hiệu giành độc lập tự do và phóng dân tộc thống nhất đất nước, Đảng Cộng sản đã chiếm giữ vai trò lãnh đạo độc tôn ở Việt Nam. Chiến thắng năm 1975 càng làm cho đã ngất ngay trong hào quang của bên chiến thắng cuộc. Mà không biết rằng chính khi bước vào thời kỳ hòa bình thì những thách thức nặng nề nhất mới bắt đầu. Điều hành và xây dựng để cho một đất nước phát triển văn minh không hề giống như là tham gia một cuộc chiến càng ngày, sự lung túng yếu kém và thậm chí là rốt nát thì ý chí bộ máy lãnh đạo chính quyền cần bộc lộ rõ nét thói kiêu căng, tự mãn cũng như là mở mắt đang xuống một thời gian dài để rồi trong khi cứ mãi mê cầm nhóm vinh quang. Trong quá khứ thì đất nước đã tụt hậu so với người ta hàng thế kỷ. Bên cạnh đó là tham nhũng không còn là tình trạng tồn tại ở vài cá nhân và bộ phận nhân làn trấn an quá nhàm của một số lãnh đạo cấp cao nữa, mà đã thật sự ổn định là thành quốc nặng. Như gì còn đã tự hào khi ngay cả về mặt này Việt Nam cũng đứng được ở vị trí số 1-13 trên là 176 quốc gia trong bản chỉ số là xếp hạng tham nhũng toàn cầu của Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Cũng chưa có thời kỳ nào mà những khái niệm mới như là tư bản đó lợi ích nhóm lại là để biết đến và nhắc đến nhiều như là thời nay. Ông Trọng đã bước lên đỉnh cao quyền lực trong một giai đoạn hổ mang như thế này, giai đoạn mà những căn bệnh mang tính kinh nghiệm đã tàn phá tận cùng cơ thể của đất nước, lòng dân hoang mang, niềm tin cạn kiệt. Ngay chính trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có sự phân hóa và sự diễn biến về tư tưởng của các đảng viên. Chưa có khi nào mà người lãnh đạo cao nhất của đảng là phải công khai kêu gọi ngăn ngừa tình trạng tráng đảng. Nhưng như là ông Trọng vừa qua, có lẽ hơn ai hết các cương vị là Tổng Bí thư, ông Trọng là người cảm nhận rõ nhất những quy định đe dọa đến sự cố còn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Còn đảng của mình luôn là niềm tin bất biến mà đảng đã gieo vào ý thức của các đảng viên. Nhưng làm sao để bạn có thể vững mạnh, trường tồn cùng dân tộc? Nhưng mong muốn ông Tổng Bí thư khi được quyền nắm giữ vị trí lãnh đạo đất nước. Trung Quốc hoảng loạn, cả châu Á ngỡ ngàng khi Mỹ muốn đặt căn cứ tên lửa khủng nhất ở Việt Nam. Kính thưa quý vị, mối quan hệ tay ba giữa Mỹ, Việt Nam và Trung Quốc luôn là một đề tài nóng bỏng thu hút sự chú ý của dư luận cả thế giới. Ai cũng biết, vị trí địa lý chính trị nhạy cảm của Việt Nam đã khiến cho đất dải đất hình chữ S nhỏ bé, hiền hòa với những người dân yêu hòa bình, bỗng dưng bị kẹt giữa hai cường quốc lớn. Việc mà Việt Nam nghiêng từ quốc gia nào thân với Mỹ hay là thân Trung luôn là đề tài nóng bỏng được mang ra mổ xẻ. Mỗi hành động dù lớn dù nhỏ của mối quan hệ tay ba này
đều được truyền thông quốc tế săn đón, đưa tin. Mới đây, tờ Ryan đã đăng tải bài phân tích chú ý với tiêu đề Chiến dịch của lòng Nam cốc nhằm kéo Việt Nam là đồng minh chống Trung Quốc cho thấy sự ảo tưởng của Mỹ. Bài báo được ví như là một quả bom từ phía dư luận bậc tung đã lớp ngụy trang dày đặc che chắn cho những toan tính chính trị của Mỹ tại Đông Nam Á. Vậy thì bài báo viết gì? Vì sao nó lại tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ đến như thế này? Các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá bài viết Chiến dịch của lầu Năm Góc nhằm kéo Việt Nam là đồng minh chống Trung Quốc cho thấy sự ảo tưởng của Mỹ của tác giả Ray Fulton. Ông là một nhà báo điều tra độc lập nổi tiếng, từng đoạt giải báo chí quốc tế. Bài viết được đăng trên tờ Ren vào hồi tháng 4 năm 2021. Chúng tôi xin được phép đoạt dịch bài báo nổi tiếng này và đi thẳng vào vấn đề ngay từ khúc sau đầu. Thì cô Ray Service, lầu Nam Cốc bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc chiến trong tương lai với Trung Quốc. Ngay từ những năm 2018, các quan chức Bộ Quốc phòng của Mỹ đã nhanh chóng nhận ra là họ cần tiếp cận Việt Nam để đặt tên lửa mâu thuẫn quân đội nếu xung đột với Trung Quốc xảy ra. Vì vậy, Bộ Quốc phòng của Mỹ đã mở chiến dịch vận động chính phủ Việt Nam, thậm chí là lãnh đạo Đảng Cộng sản với hy vọng quân đội Mỹ sẽ được mở căn cứ tại khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, thông tin điều tra của nhà báo cho hay, ngay từ khi bắt đầu cuộc vận động, hành lang của lầu Năm Góc ở Việt Nam đã có một hành động ảo tưởng. Quân đội của Mỹ đã cố tình phớt lờ bằng chứng cho thấy Việt Nam không có ý định từ bỏ chính sách độc lập, tự chủ trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cory Butler nhấn mạnh, với diễn giải, từ năm 2010 cho đến năm 2017, Trung Quốc đã phát triển tên lửa tầm trung có khả năng tấn công vào căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Để chống lại mối đe dọa, đó thì lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng của Mỹ thực hiện một chiến lược mới, trong đó sử dụng thủy quân lục chiến làm tiền phòng và hậu thuẫn. Sau đó thì mang một loạt tên lửa được đặt tại căn cứ đồng minh của Mỹ và Việt Nam với địa thế tuyệt vời cần đánh bại xâm lược của Trung Quốc vào năm 1979, chính là sự lựa chọn hợp lý cho nước cờ của Mỹ lúc này. Bởi lẽ xét về cùng thì Australia, Philippines, Hàn Quốc đã công khai không cho phép tên lửa của Mỹ có khả năng tấn công Trung Quốc hoạt động trên lãnh thổ của họ. Các nước còn lại như Indo và Singapore thì lại quá phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc. Để biến ý tưởng thành hiện thực thì trong năm 2017 và 2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ lúc bấy giờ là Lloyd Mattis liên tục thực hiện các chuyến thăm tới Việt Nam, gặp gỡ nhiều lần Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Đáng kể là trong chuyến thăm tháng 1 năm 2018, ông Mattis đã nhiệt tình nói về các mối quan hệ hợp tác giữa Việt, Mỹ, hai nước gọi là đối tác, cùng chí hướng tiếp là sau khi ông Mattis và hàng loạt các chuyến công du của các tướng lĩnh Hoa Kỳ nhằm tiếp cận lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả quên một thực tế không gì lấy truyền được rằng là Đảng Cộng sản Trung Quốc, quân đội Việt Nam sẽ không rời bỏ chính sách, chiến lược để cam kết suốt hai thập kỷ qua. Đó chính là nguyên tắc ba công: không liên minh quân sự, không liên kết với nước này chống lại nước khác và không đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên đất của Việt Nam. Cam kết ba công của Việt Nam lần đầu tiên được công khai trong sách trắng quốc phòng xuất bản năm 1998, được lặp lại trong sách trắng liên tiếp vào năm 2004 và 2009. Rõ ràng nguyên tắc trên đã loại bỏ ý định hợp tác quân sự mà lầu Năm Góc muốn triển khai tại Việt Nam. Tuy nhiên, trước sức ép của chính phủ Mỹ từ năm 2019, David Upman, chuyên gia vũ phần của Mỹ, đã chứng an giới chức này bằng thông điệp Hà Nội không bị sự ràng buộc bởi nguyên tắc ba không trên. Trên nguyên tắc không có liên minh quân sự, Gridman cho rằng Việt Nam về cơ bản đã tạo ra một khe hở lớn trong quy tắc của chính mình khi xác định liên minh là liên hiệp quân sự, là yêu cầu một quốc gia khác bảo vệ Việt Nam nếu nước này bị tấn công. Ông đã đưa ra những lời giải thích sáng tạo không kém khi mà cho rằng hai công còn lại được định nghĩa với cách lỏng lẻo trong thực tế. Phiên sách trắng quốc phòng mới được mong đợi từ lâu của Việt Nam, được xuất bản vào cuối tháng 11 năm 2019. Scottman đã phát hiện ra những lý do mới khiến cho lầu Năm Góc thúc đẩy nỗ lực hợp tác với Việt Nam, cùng với Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc và lý do mà Germatt nêu ra để chính là nguyên tắc ba không. Cuốn sách trắng mới còn kèm theo nội dung tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện cụ thể. Việt Nam sẽ xem xét phát triển các mối quan hệ quốc phòng và quân sự cần thiết, phù hợp với các nước khác, và vị chuyên gia này còn ảo tưởng cho rằng Việt Nam đã đưa ra những thông điệp tinh tế cho cơ hội qua Hilton, thậm chí là đã sẵn sàng tham gia vào các cơ chế an ninh và quốc phòng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Sự lạc quan của Washington về một kỷ nguyên mới, một sự hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc chỉ dựa trên những suy nghĩ viển vông, bởi thực chất thì nguyên tắc 4-0 và phụ thuộc vào trong sách trắng. Quốc phòng của Việt Nam là một phần trong chiến lược lớn hơn hẳn duy trì sự bình đẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vào cuối năm 2020. Rõ ràng, bong bóng của lầu Năm Góc hy vọng về một bước đột phá trong hợp tác quân sự với Việt Nam đã vỡ tan, cụ thể là sẽ không có sự tham gia của Việt Nam vào chiến lược quân sự chống Trung Quốc. Hoa Kỳ trong khu vực cũng sẽ không có các chuyến thăm CP cao của lò Năm Cốc, hoặc là các chuyến thăm quân sự trong năm.
Quan trọng hơn là không có thêm hoạt động quân sự Việt-Mỹ và được công bố từ lúc này. Red Marajman thừa nhận rằng Việt Nam chưa sẵn sàng để bắt đầu hợp tác quân sự chống lại Trung Quốc, cho rằng Hà Nội đang tiếp cận thất học trong đối với 4-0, một phụ thuộc, và ông đã nói là vài tháng trước như cánh cửa mở rộng hơn so với sự hợp tác của Hoa Kỳ. Tác giả Gradman cũng thừa nhận cho rằng Việt Nam đã thực hiện một hành động cân bằng kinh tế, tránh bất kỳ động thái nào có khả năng gây bất lợi cho Trung Quốc, và chính quyền của Mỹ đã thất bại với Việt Nam trong chiến lược đối tác cùng với chí hướng sau cùng. Tác giả bài báo nêu câu chuyện về lòng năm góc theo đuổi của Việt Nam như là một đối tác quân sự tiềm năng, người chống lại Trung Quốc, cho thấy là giới chức của Mỹ đang tự lừa dối bản thân, và nó bổ sung thêm chi tiết cho bức tranh về một bộ máy quan liệu hỗn độn tuyệt vọng khi đã khẳng định rằng sức mạnh của Mỹ ở Thái Bình Dương vẫn có thể thắng thế trong cuộc chiến tranh của Trung Quốc. Kính thưa quý vị và các bạn, có thể thấy tác giả bài báo trên đã tìm hiểu rất kỹ về đường lối chính trị của Việt Nam cũng như là mối quan hệ tay ba giữa Mỹ, Việt Nam và Trung Quốc. Tất cả những luật cứ dị giải trong bài viết nhằm nhấn mạnh một điều, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Việt Nam vẫn giữ nguyên tắc là độc lập, tôn trọng chủ quyền. Bài học số máu của Việt Nam hàng nghìn năm đã cho thấy khi nào kiên định nguyên tắc độc lập, tự chủ, nên cao tinh thần đoàn kết, thống nhất đất nước, chung sức trên dưới đồng lòng thì chủ quyền đất nước mới được vững vàng. Kính thưa quý vị và các bạn, tàu chiến Trung Quốc nổi âm ầm sau mượn giờ đặc công của Việt Nam xâm nhập thánh địa đá Vành Khanh. Trong những đảo đá mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông, có đảo đá Vành Khanh được nhắc đến như là một thánh địa bất khả xâm phạm. Mặc dù đảo đá này không lớn như đảo Phú Lâm hoặc là đảo Chủ Thạch, tuy nhiên nó được phân đội của Trung Quốc xây dựng lên. Chúng đã được rút ngắn rất nhiều và kinh nghiệm xương máu xây dựng nên là những đảo đá trên biển. Vì vậy, đảo đá này có phần lớn hiện đại hơn những đảo đá khác trước. Vô hình năm ngoái, người nhái của Việt Nam đã xâm nhập vào đảo đá này và phát hiện ra một con đường hầm xuyên suốt chung quanh đảo. Con đường hầm này được bổ bê tông, sắt thép dài tới 3,5 m để chịu đựng lực của sức nặng hàng ngàn tấn của phía trên. Nó dẫn tàu bè của Trung Quốc và ẩn nấp bên trong khi mà có gió báo hoặc là chuyên phục kích tàu bè của các nước khác. Nó cũng là nơi neo đậu kín đáo, tạo ra sự khác biệt và chiến thuật. Trước đó, nhiều lần tàu bè Việt Nam và tàu của Mỹ đi ngang qua những khu vực này bất ngờ nhiều bị nhiều tàu Trung Quốc xuất hiện. Trận đánh hải quân của Việt Nam và của Mỹ cũng không hiểu tàu bè của Trung Quốc ở đâu mà ra nhiều như vậy. Nghi ngờ đảo đá Vành Khanh có những hành động ẩn chứa tàu bạc của Trung Quốc, bởi vậy từ phía Việt Nam điều động người nhái xâm nhập vào hang động này. Sự thật sau đó được phơi bày khi mà người nhà của Việt Nam phát hiện 117 con tàu các loại của Trung Quốc được neo đậu trong hang động ở đảo đá Vành Khanh. Bởi vậy khi Trung Quốc có bất cứ sự điều động, tàu bè sẽ từ trong đảo đá Vành Khanh lao ra tiếp ứng. Đã mấy lần hải quân của Trung Quốc thua trận đã bị chúng phục kích theo như kiểu này. Có một lần tàu chính ven bờ của Mỹ suýt bị chúng bạn hạn. Nếu không có sự viện trợ kịp thời của tân sân bay thì tàu chiến gần bờ của Mỹ khó thoát nạn vào đêm hôm sau. Khi mà đã nghiên cứu địa hình, phòng tuyến canh giác của hải quân Trung Quốc, một nhóm đặc công của nước Việt Nam đã xâm nhập vào con đường hầm này, đặt bom hẹn giờ rồi rút lui. Khi nhóm người nhái của Việt Nam đã lên hết được con tàu ngầm của Việt Nam ngoài khơi cách đảo đá Vành Khanh 2 hải lý, hay tàu ngầm Trung Quốc phát hiện ra, ngay lúc đó nhiều tiếng nổ đã bao trùm đảo đá Vành Khanh, tạo nên những cột lửa khói mịt mù. Toàn bộ hệ thống đường hầm của Trung Quốc bị vỡ tắt theo kiểu dây chuyền. Tuy nhiên, kết hợp với cấu kết hiện đại và bộ dây 3,5 m, đường hầm này vẫn không chịu sụp đổ. Những con tàu của Trung Quốc ở trong đường hầm vội vã lao ra ngoài biển khơi để tránh một hoàn cảnh xảy ra. Tính đến ngày hôm nay, có hàng trăm lính của Trung Quốc được các máy bay trực thăng chở đến đảo đài Chữ Thập để chữa trị. Không biết số lính thiệt mạng lên tới bao nhiêu, theo nguồn tin tình báo của Mỹ cho biết là phía Trung Quốc đang cố xây lại con đường hầm này, nhưng rất khó có thể trở lại như lúc ban đầu, thậm chí nguy cơ rất cao là đường hầm và các đảo đá này bị chìm xuống biển khơi trong một vài ngày tới. Chúng tôi vẫn đang khảo sát sự kiện này và thông báo cho đến quý vị và các bạn khi có những được thông tin mới nhất. Theo thông tin thì chúng tôi mới nhận được từ Sochinamo Newsbox, trích dẫn nguồn tin từ NHK của Nhật Bản, cho biết là tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam đã phóng một quả tên lửa hành trình tấn công mặt đất B-14M trúng một hệ thống tên lửa chống hạm RA-12B hoặc là tra tên lửa đất đối không xa là HQ-9B của Trung Quốc trên đảo nhân tạo thuộc đảo đá Vành Khanh đã nổ tung tàu. Tên lửa này khiến cho hàng trăm binh sĩ của Trung Quốc thiệt mạng và ngàn binh sĩ khác bị thương nặng. Theo thông tin từ SH Chololet Manibos cho biết, Trung Quốc lượt tập trận giả định tấn công vào các mục tiêu trên Biển Đông giữa hai quần đảo của Việt Nam là Hoàng Sa và Trường Sa do Trung Quốc đã cưỡng chiếm và bồi đắp thành các đảo đá nhân tạo. Theo thông tin từ kênh truyền hình của Mỹ CNBC, Trung Quốc đã bố trí trên đảo đá Chữ Thập, đá Subi và đảo đá Bàn Khanh thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam loại tên lửa chống hạm 12B và tên lửa đất
đối không tầm xa HQ-9B. Trong mấy ngày vừa qua, Trung Quốc đã bắn nhiều loại tên lửa trên các đảo đá này đến các mục tiêu dạ địch trên biển nhằm tới các căn cứ quân sự của Việt Nam ở Biển Đông. Lợi dụng tình hình các tên lửa của Trung Quốc đang đi diễn tập thì Việt Nam đã bí mật đến di chuyển một con tàu ngầm lớp kilo đến khoảng giữa các đảo của Trung Quốc để kiểm tra soát trái phép trong thời gian để mất cảnh giác này, phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M14N trốn vào một dàn tên lửa chống hạm ED-12B hoặc là tên lửa đất đối không tầm xa HQ-9B khiến cho hàng trăm binh sĩ Trung Quốc tử vong và hàng ngàn binh sĩ bị thương nặng. 4 tàu cảnh sát biển Việt Nam chiến đấu với 12 tàu chiến của Trung Quốc. Đại tá tình báo Việt Nam hy sinh ở Quảng Đông, Trung Quốc. Kính thưa quý vị và các bạn, Hải quân của Trung Quốc đã liên tục tổ chức tập trận bắn đạn thật mấy ngày qua trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam. Trước đó thì Hải quân Trung Quốc đã không có thông báo bất kỳ nào tới Hải quân của Việt Nam hay là các thuyền cá, ngư dân Việt Nam. Việc mà Hải quân Trung Quốc lộng hành trên vùng biển Việt Nam từ xưa tới nay là không có gì lạ. Tuy nhiên lần này Trung Quốc cố tình gây chiến, ép Hải quân Việt Nam phải quy phục những điều luật lệ của Trung Quốc đưa ra. Theo đó, 12 chiến hạm của Trung Quốc đã xua đuổi 4 tàu cảnh sát biển của Việt Nam chạy vào tầm ngắm của Hải quân Trung Quốc. Nhiều tiếng nổ vang lên, bắn đạn tung tóe quanh tàu cảnh sát biển của Việt Nam. Đây là trò chơi bố láo sự của Hải quân Trung Quốc. Chúng cố tình lấy tàu Việt Nam ra làm bia tập đạn, không chấp nhận cuộc chơi này thì bấm tàu của Việt Nam đã đồng loạt nổ súng bắn vào đoàn tàu chiến của Trung Quốc. Hai chiếc tàu của Trung Quốc đã bị đoán sát vào cự ly gần trước biển bắn tung tóe. Như lính Trung Quốc hốt hoảng la lên, xen lẫn lấy tiếng kêu thất thanh. Cùng lúc đó thì hàng loạt hỏa tuyến từ ngoài Biển Đông bắn vào đội hình nhóm tàu chiến của Trung Quốc, khiến cho hai chiếc tàu của Trung Quốc bốc cháy ngùn ngụt. Đây là loạt hỏa tuyến của tàu sân bay Mỹ. Cùng lúc đó, hai đội bay gồm 8 chiếc F-3-15 của Mỹ xuất hiện trên vùng biển quần đảo của Trường Sa. Nhưng chiếc máy bay này cất cánh từ tàu sân bay của Mỹ. Nó bay ở độ cao 1.200m và bắn xối xả và chặn đứng 12 tàu của Trung Quốc đang sửa đổi 4 tàu của Việt Nam. Và tầm ngắm bắn vào, cả 12 con tàu này đều ngay sau đó bắn chế thắng loạn. Tàu Việt Nam cũng không đuổi theo. Bản tin ngày hôm nay xoay quanh tình hình vụ việc tướng Bùi Cao Khánh dùng chiến thuật lạ đời khiến cho hai tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc rơi thành nhiều khúc. Theo nguồn tin của chúng tôi mới nhận được, từ chuẩn hạ chính đáng, tình nghĩa lớn và từng thấy trong lịch sử hiện đại. Cụ thể là vào tối ngày hôm qua, quân của Việt Nam đã huy động bảo vệ đảo Tứ Nghĩa, tham chiến tội lần 4 tàu Tùng Dương hạng nhẹ, 2 thiết giáp, 4 tàu hộ vệ tên lửa và 3 tàu khu trục, 5 tàu ngầm kilo và khoảng 32 chiếc máy bay. Trong khi đó, thì lực lượng hải quân Trung Quốc đã có mặt tại thực địa đá Tứ Nghĩa và chưa có 2 tàu khu trục Tùng Dương, 3 tên tàu lửa và một số máy bay tại căn cứ nhân đảo Tứ Nghĩa của hải quân Trung Quốc. Điểm mạnh của Hải quân Trung Quốc lúc này là hai tàu khu trục cỡ lớn và mạnh nhất, bao gồm hai khu trục hạm 051T. Hải quân Việt Nam dựa vào ưu thế của chiến hạm của mình, đợt này có thêm cộng sự tham gia mới là cập nhật gạo Cam Ranh. Mới vào ngày hôm qua, lập tức đã được giao trực tiếp qua thực địa để chuẩn bị cho trận hải chiến quyết liệt vào ngày hôm qua. Hải quân vùng 2 tấn công, cập tật tấn công chiếm hạm Lê Tê của khu vực đảo đá Ba Đầu nhằm tiêu diệt lực lượng bảo vệ của các tàu dân quân biển tại đây, dọc đường cho các quận đổ bộ vào đảo Tứ Nghĩa cùng với Việt Nam. Chiến dịch này kéo dài trong thời gian vừa qua. Với chiến thắng của Hải quân Nhân dân Việt Nam ta trong buổi tối ngày hôm qua, lực lượng Hải quân Việt Nam chiến đảo tư lệnh tự nguyện vào đá gục cho bến mở đường tiến vào đảo đá chữ thập của Hải quân Trung Quốc chuyển sang chiến lược số 1. Phó Đô đốc Trường Xuân Tường chỉ huy 10 tấn công phía Bắc làm nhiệm vụ thu hút lực lượng Hải quân Việt Nam ra khỏi đá Tứ Nghĩa. Nhóm tàu này làm nhiệm vụ mồi nhử, trong khi đó thì tàu chiến ở phía Nam. Do đó, Phó Đô đốc Tân Xuân Trường chỉ huy tấn công vào khu vực hải quân đã chọn sẵn tập kết nhóm tàu chiến của ta ở tâm do trưởng Đô đốc chỉ huy. Được kết vào ngoài cùng với qua eo biển quần đảo Trường Sa trong trận hải chiến là Tứ Nghĩa, lần đầu tiên các phi công hải quân Trung Quốc cùng đòn tấn công ngang từ một cách có tổ chức. Lúc 12 giờ đêm, hải quân Việt Nam bắt đầu đổ bộ lên đảo đá Tứ Nghĩa và giao Trung Quốc bồi đáp cho đến 2 giờ. 50.000 tấn vũ khí cùng với tiếp tế là được chuyển về phía tây đảo Tứ Nghĩa. Cuộc chạm trán giữa hải quân Việt Nam và Trung Quốc lên tới đỉnh điểm và diễn ra ác liệt với quy mô chưa từng có, kéo dài mãi đến 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay. Một ngày trước đó, một hạm đội hải quân của Trung Quốc lần lượt hướng về phía hải quân Việt Nam ta để nghiên chiến. Nhưng vào tối ngày hôm qua, hải quân Việt Nam ta đã sớm chiếm được lợi thế và ưu lực của tàu ngầm kilo khai hỏa từ nhiều hướng, đánh chặn hai tàu tên lửa thuộc quyền chỉ huy của Phó Đô đốc Tân Xuân Trường. Một khu trục hạm thứ ba hư hỏng nặng, phải trở về đảo, nhưng trên đường trở về đã gặp sự cố khiến cho Tập Cận Bình đã phải huy động lực lượng tàu kéo tàu vào một buổi tối đến rạng sáng. Hải quân Trung Quốc phản công máy bay cất cánh trên đảo đài chữ thập, vô hiệu hóa một tên tàu tên lửa của hải quân ta. Các chiến đấu cơ của Trung Quốc đã dùng 2/3 máy bay tấn công hạm đội của ta do Tuần Trường
Thanh niên chỉ huy Nhật không thành công. Các phi công của Hải quân Trung Quốc vẫn còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu ở phía Nam. Tàu chiến của Hải quân Trung Quốc tấn công hạm đội Hải quân Vùng Ba, nhưng mà cũng bị thất bại. Thậm chí bọn chúng còn mất như một chiến đấu cơ chống đỡ thành công. Đội tấn công của Hải quân Trung Quốc là biểu quân của Việt Nam đồng loạt phản công do 5 đợt hải chiến suốt từ đêm qua cho tới rạng sáng nay đã đánh chìm 2 chiếc tàu ngầm loại 091 và 2 tàu tên lửa cỡ lớn đứng lớn của Hải quân Trung Quốc. Nhưng khi khí tài quân sự này là niềm kiêu hãnh của Hải quân Nhân dân Trung Hoa Trung Quốc, tâm điểm là trận chiến diễn ra vào 1 giờ sáng ngay từ khi cốc thủy thủ kia đã xảy ra. Kinh nghiệm của Hải quân Việt Nam phóng tên lửa hành trình đánh tan toàn bộ các cứ điểm quan trọng cho Hải quân Trung Quốc, lắp đặt và phá tan đường băng được Trung Quốc xây dựng trên đảo. Và những diễn biến tiếp theo của vụ việc này ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trên những bản tin sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang phần tin thứ hai trong bản tin ngày hôm nay. Quá trình cập nhấm Hoàng Sa mà Trung Quốc thực hiện khởi đầu là những tuyên bố thường nước đục đã câu, công và cuối cùng và ngang nhiên nổ súng xâm lược. Quá trình tuyên chiến Hoàng Sa cho thấy là tham vọng bằng chứng của Bắc Kinh qua nhiều thời kỳ. Cho đến nay, tham vọng đó không ngừng được nâng cao và đường lưỡi bỏ bất chấp đạo lý và pháp lý nhằm biển Biển Đông thành ao nhạc cập nhấm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thành gồm nhiều đảo lớn, bãi cát và rạn san hô. Bãi ngầm nằm ngay huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 200 hải lý. Các ghi chép địa lý, địa đồ của các nhà hàng hải cho biết Việt Nam đã quản lý Hoàng Sa từ thời các chúa Nguyễn. Xét trên các nguyên tắc về xác định chủ quyền, Việt Nam là chủ sở hữu hợp pháp của quần đảo này. Tuyên chiến nhà nước được thực thể chủ quyền liên tục trong hòa bình, không có bên nào tranh chấp, không có bên nào bao giờ được từ bỏ. Việc thực thi chủ quyền cấp nhà nước của Việt Nam kéo dài từ các chiêu chú Nguyễn và từ đến nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn về sau. Đến đầu thế kỷ 20, Trung Quốc mới quan tâm tới Hoàng Sa và bắt đầu các động thái sơ khai, thể hiện các cơn cùng thành. Và đầu tiên là chuyến tàu của Đô Đốc tới Hoàng Sa năm 1909 với tên gọi là Thi Sát. Tại sao tới đây Lý Chuẩn đã dâng cờ bắn đạn Đá Bác? Tuyên bố chủ quyền cho thấy rằng là từ trước cho tới nay Trung Quốc chưa hề có chủ quyền tại Hoàng Sa và giữa thế kỷ 20, đặc biệt là sau giai đoạn Thế chiến thứ hai. Kính thưa quý vị, 18 lính đặc nhiệm Trung Quốc tấn công quần cảng Cam Ranh, phá hủy dàn tên lửa siêu thanh Ramos. Cho đến thời điểm hiện nay thì mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã cho là rạn nứt, nếu không muốn nói là rất xấu. Tuy nhiên, luận dưỡng độ và vẫn được hai bên thi hành, có một điều là người Trung Quốc phạm tội ở Việt Nam bị chính người Việt Nam đưa lên biên giới trao trả cho Trung Quốc. Ngược lại, người Việt Nam phạm tội bên nước của Trung Quốc lại không có đặc quyền thế này. Họ bị chính quyền Trung Quốc giam giữ tội nặng thì có thể tử hình ngay và luôn không thông qua chính thức kháng cáo sự kiện. Đại tá Hải quân Trung Quốc đã trốn chạy sang biển cảo Cam Ranh của Việt Nam, đang làm dấy lên nhiều nghi ngờ về luật dẫn độ phía Việt Nam, thì tranh nói rằng lại chưa tìm thấy viên sĩ này. Còn Trung Quốc thì cáo buộc Việt Nam đã hậu thuẫn với viên đại tá này chạy trốn vào đêm hôm qua. Một đội đặc nhiệm gồm 18 lính Trung Quốc để bất ngờ xâm nhập vào cảng biển Cam Ranh, không biết mục đích của chúng xâm nhập vào cảng biển này là gì, và sau đó cả 18 tên này đều bị tiêu diệt. Phía quân đội Việt Nam đang điều tra mục đích chúng tấn công vào cảng Cam Ranh. Theo nhận định của một số tướng táo quân đội của Việt Nam, bắn lính của Trung Quốc chỉ có hai mục đích. Thứ nhất là chúng muốn ám sát đại tá Vương Rạc Bác. Thứ hai là chúng muốn phá hủy danh tính lợi ích 400 ở Việt Nam mới mua của Nga để chống tàu sân bay Trung Quốc. Cùng theo nguồn tin trên, khi mà phát hiện 18 tên này xâm nhập vào khu vực cấm, quân đội của ta đã yêu cầu chúng buông súng và đầu hàng. Tuy nhiên, cả 18 tên này đang cùng bán trả khiến cho nhiều chiến sĩ bị thương. Chính vì vậy, quân đội ta mới tiêu diệt. Trong số này, chỉ có 12 tên bị bắn hạ. Còn số tên khác bị thương, chúng đã tự bắn vào người khác để kết thúc cuộc sống. Và bản tin thời sự ngày hôm qua, chúng tôi đã loan báo tin đại tá Vương Trạch Bắc đã đào ngũ khỏi Hải quân Trung Quốc trực thuộc hạm đội Nam Hải. Trong khi tập trận bắn đạn thật, thì đại tá Vương Trạch Bác bất ngờ điều khiển tàu hải cảnh 46001 nã pháo vào các tàu hải cảnh khác đang cùng tập trận chung. Sau đó thì đại tá Vinh Trạch Bác đã lên máy bay trực thăng đã đổ ở bông tàu, tiến hành đội ngũ vào bay đến Vịnh Phan Rang, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận theo biển. Hai tên điểm kích của Trung Quốc đuổi theo bắn tên lửa trúng tên trực thăng quân sự Z-20 khiến cho nó phát nổ. Đại tá Vinh Trạch Bác đã kịp thời nhảy dù thoát thân rơi xuống biển. Bờ biển thuộc vịnh Phan Rang, sau đó được tàu kiểm ngư thử thoát. Trung Quốc đã triệu tập đại sứ đặc nhiệm toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Phan Sáu Mai.
đã gửi công hàm đội nghĩa Việt Nam bắt giữ và trục xuất Vương Trạch Bắc. Phía Việt Nam cũng đã hồi đáp và các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tìm kiếm nhưng không biết ở đâu và sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Khi nào phát hiện Vương Trạch Bắc sẽ tiến hành bắt giữ và trục xuất ngay để theo với đề nghị của Trung Quốc. Đúng với nội dung trong hiệp định dẫn độ đã được hai nước phê chuẩn. Đây là vụ việc đặc biệt và nghiêm trọng về đại tá Vương Trạch Bắc có bốn vợ, hiện là trung tướng kiêm phó tư lệnh hạm Đỗ Nam Hải. Vụ việc đào ngũ tạo ra điều lệ cũng không tốt trên lực lượng hải quân của Trung Quốc. Sau khi đội ngũ này, hầu hết binh của Trung Quốc đã mất hết khí thế chiến đấu. Đây là điều tối kỵ trong binh pháp hiện nay đang làm đau đầu nhất ấp đối với các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh. Dân gian có câu nói rất hay, tư tưởng không thông và các bình thông không nổi dậy, chỉ là tầm quan trọng trong các công tác tư tưởng cho mọi lúc, mọi nơi, mọi việc. Tư tưởng có thông suốt thì mới thuận lợi, suôn sẻ. Với tinh thần của hải quân Trung Quốc như hiện nay sẽ không đủ sức chiến đấu với hải quân của Việt Nam trên Biển Đông. Kính thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin vào bản tin trước, vào ngày 20 vừa qua thì quân đội của Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tấn công với quy mô lớn tại khu vực đảo Đá Ba Đầu trực thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Với sự tham gia của hải quân và không quân, hạm đội Nam Hải trực thuộc chiến khu Nam Bộ, con số tàu hải cảnh chính thức của IS vệ tinh ghi nhận là sóng làm chiếc, nhưng trên thực tế thì có đến hàng trăm chiếc tàu lớn nhỏ núp dưới danh nghĩa và với số hiệu thay đổi khác nhau, bao gồm các con tàu đánh cá và lực lượng dùng vân biển, hàng chục chiếc máy bay chiến đấu đủ các loại như trên, 10 trên 11 của các loại tiêm kích toàn hình. J-20 cũng tham gia diễn tập bắn đạn thật. Các buổi tập trận này cũng được đài báo phương Tây cho rằng là có quy mô lớn nhất từ trước cho tới nay. Chấp báo chí phương Tây cũng đưa ra nhiều lời bình luận cho rằng